Bà Tạ Phong Tần ngừng tuyệt thực. Gia đình nhà hoạt động Tạ Phong Tần nói rằng bà đã ăn uống trở lại từ ngày 14 tháng 6 sau nhiều tuần lễ tuyệt thực. Trả lời BBC ngày 15 tháng 6, bà Tạ Minh Tú là em gái của bà Tần cho biết, sau lần cuối cùng nói chuyện với bà Tần cách đây hơn một tháng, gia đình đã không được biết thêm chi tiết gì. Bà Tú nói rằng gia đình bà đã rất trông mong được nói chuyện với bà Tần vào hôm 12 tháng 6, tức là đúng một tháng sau lần điện thoại trước đó tuy nhiên đã không có cuộc điện thoại nào được gọi về trong ngày này cũng như ngày hôm sau do lo lắng về tình hình sức khỏe của chị gái bà tú hôm 14 tháng 6 đã tới trại giam thanh hóa nơi mà bà tần đang thụ án theo lời bà tạm minh tú bà tần trong cuộc gặp đã nói là bà thôi tuyệt thực từ ngày 14 tháng 6 và đã ăn cơm trở lại nhưng với bà bây giờ thì sống cũng như chết không tuyệt thực cũng chết mà tuyệt thực cũng chết Trước đó bà từng nói với gia đình, bà quyết định tuyệt thực vì bị cán bộ trại giam ngược đãi tù chính trị, giam trong phòng giam không có cửa sổ và còn xây tường cao chắn ngang cửa chính. Bà Tạ Phong Tần chủ trang blog công lý và sự thật bị bắt vào ngày 5 tháng 9 năm 2011 và bị kết án tù 10 năm vào năm 2012 vì tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ luật hình sự. Mới đây thì nhân ngày tự do báo chí thế giới 3 tháng 5 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nêu tên một số nhà báo mà Hoa Kỳ nói là bị bỏ tù sai trái, trong đó có bà Tạ Phong Tần. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nói bà Tạ Phong Tần đang thụ án 10 năm tù ở Việt Nam vì vạch trần tham nhũng của chính phủ. Trước đó, bà Tạ Phong Tần cũng đã được ông John Kerry và đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama trao giải phụ nữ can đảm của thế giới hồi tháng 3 năm 2013.